con. Uống đi. Em thôi mình nhả ra. Có muốn viên dán không? Uống đi, viên dán lên. Uống vô là viên dán hả? Cho em uống với. Cho em uống với. Cái gì cái gì? Hiếu nói là uống vô viên dán cho Hiếu với nha. Hiếu. Nhưng mà anh viên dán chưa? Chưa. Anh nói câu gì mắc cười cái đi. Bây giờ anh chỉ mắc ói thôi, mắc ói thôi. Tao viên dán. Uống đi em. Nghe nó mắc cười, mắc cười rồi. Mắc cười rồi. Ủa gồng chi vậy? Ngậm vô. Hay cá. Nuốt đi. Tao mượn, tao mượn. Hai tia, hai tia, hai tia. Ủa nước gì vậy? Nước mắm hả? Nước mắm. Sao có hổ vậy? Sao có hổ vậy anh? Trời ơi, em rớt xuống cái trùng anh ơi, rớt xuống cái trùng anh ơi. Cứu em! Cứu em! Cầm ơi! Cứu em! Cứu em! Cầm ơi! Chưa gì hết trơn, vừa lên trển lấy được cái sự bình tĩnh, vừa chuẩn bị thoại á, là rớt xuống liền. Em thấy nó chóng bánh quá, em muốn nhảy lại, đúng không Hiếu? Dạ. Ok, mời. Thôi. Còn mẹ già sao vậy? Sao lái xe người ta đã dặn mẹ già là lái gọi là sang trọng, điềm đạm, mà già cái lái cái đua xe hoài vậy? Đúng. Trời ơi là trời, chạy vậy lái cảnh ghi hình nó mới đẹp được. Thôi đâu. Cái này á gọi là cái gì? Jet ski. Chứ đâu phải là xe điện đụng. Biết bạn. Đạp xe cái. Trời ơi, em ngồi sao em muốn nắm đầu dùng xuống biển luôn em ơi. Thôi, em nói rồi, hai chị em mình đi học mà. Ba đi chơi giải trí như đi chợ đó anh ơi. Cái lúc mà hai chiếc kia vô rồi á thì mấy cái anh mà hỗ trợ á. Xe của thằng đó lâu quá, Hồi nãy em thấy nhìn thái độ anh Giang là em biết là ngày xưa là anh Giang là báo thủ. Đúng rồi. Khi mà cái thái độ của làm mà ngồi vậy mà đẩy nước qua. Mấy người chơi choi rồi. Đúng rồi. Lo choi. Mà cái mặt nó rất lấp chóc nha. Đúng rồi. Hiếu sau khi bay trời rớt xuống anh giải cứu lên, xong bắt đầu Hiếu đi với anh một đoạn Hiếu thoại. Thôi anh Giang ơi, nãy em bay nó còn không sợ bằng leo lên xe của anh Giang. Anh chạy như là tôm rui vậy á. Quẹo qua quẹo lại vậy nè. Ôi trời ơi, ghê quá anh Giang ơi. Và như vậy là buổi sáng hôm nay các bạn đã có một cái buổi sáng khởi đầu rất là vui vẻ ở bãi biển Kỳ Co ha. Các bạn đã từng đến đây bao giờ chưa ạ? Chưa ạ. Rồi ạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Em nhìn Giang tới rồi. Vị trí bãi biển Kỳ Co khá đặc biệt, nằm trọn dưới chân núi Phương Mai. Wow. Tên gọi Kỳ Co được cho là bắt nguồn từ hình dáng uốn cong hình lưỡi liềm như vật trăng khuyết. Điều thu hút nhất ở Kỳ Co chính là màu nước biển. Từ ngoài khơi vào bờ, nước biển được chia thành các dải màu, chuyển dần từ xanh đậm sang xanh dương,
đưa đến màu xanh ngọc bích trong vắt. Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, được mệnh danh là thiên đường hạ giới. Wow! Bây giờ thì chúng ta sẽ được chào đón ở đây bằng những trái dừa tam quan ngon ngọt ha. Không có đâu. Không có đâu. Không, nhưng mà kỳ này chắc chắn là có bỏ búa vô á. Ai xui gặp thôi. Như thường lệ, ai chọn số nào xin mời nói. Vẫn là số 3. Em một. Một đây. Lấy hết em cuối cùng. Cái này rác còn dư hả? Không phải, cái này khăn giấy lau thôi. À, vậy là nó đó. Số 3. Số mấy? Em số 2 đi. Số 2. Em đi. Mình là không dính đâu. Ôi, yeah. Anh nghe mùi chua chua. Thấy chua thì. Số 5 đi. Số 5. 5 là ngủ. 5 là ngủ. 5. Anh lấy số 6 nè, em số 1. Anh ơi, đi bên bò núng nhúng vắng anh ơi. Bây giờ chạy lớn không? Chạy lớn. Bỏ hút ra. Đúng hút ra, chạy luôn. Hút hết nha nữa không? Mở nắp. Các huynh. Tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng ngày hôm nay chúng ta nguyện Chết cùng lắm. Trời ơi. Bây giờ vậy, 100%. Ai mà không hết 100% là cứ đạp xuống biển thôi. Đúng. Không hửi nha. Đúng. Không hửi nha. Không hửi. Hửi luôn nghe. Không. 2, 3. Thích được ngon lắm. Uống đi em gái. Không đâu. Uống đi. Không muốn là bị quăng xuống đó. Em đi. Uống hay gieo? Tôi muốn em vừa uống vừa gieo. Uống hay gieo? À, uống. Uống đi. Em không được nhả ra. Có muốn duyên dáng không? Uống đi, uống duyên đi. Dáng lên. Uống vô là duyên dáng hả? Cho em uống với. Cái gì? Hiếu nói là uống vô duyên dáng, cho Hiếu với gà. Hiếu. Nhưng mà anh duyên dáng chưa? Chưa. Đi em. Anh nói câu gì mắc cười cái đi. Bây giờ anh chỉ mắc ói thôi. Ao duyên dáng. Uống đi em. Nghe nó mắc cười rồi. Mắc cười rồi. Chúc mừng em Crystal. Bạn đồng hành của em bé Jenny, xin mời em nhận. Dạ. Trời, cái vai đã không ổn định rồi. Giờ còn gánh thêm nữa. Làm sao mà tồn tại với thời gian. Thôi, tiễn bé một đoạn. Biết đâu các bạn đồng hành rồi ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chơi game chia đội ha. Và game chia đội này rất là dễ. Bây giờ các bạn không thích về đội chung với ai thì các bạn sẽ bắt cặp với người đó. Thôi anh đấu với Huy đi ha. Ờ, đấu với em đi. Ờ, tôi đấu với Huy. Nhẹ nhàng. Được, nay tôi sẽ đấu với Hiếu một bữa. Rồi. Ok. Trời ơi. Gì sao ơi? Trời ơi, ta gì rồi. Mỗi người sẽ bứt một cọng tóc ở trên đầu người kia. Được rồi. Tóc em nó bị rụng quá nhiều, cho nên em vừa đi chích cái da đầu để có tóc. Như vậy là mạng phép chương trình lại 2 triệu. Bây giờ tóc của mình không được thì bứt tóc của người khác. Dạ. Chị Thắm. Không, chúng tôi đổi ý rồi. Lật là phải tóc của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bứt tóc và sau đó lần lượt từng cặp sẽ mấy mũi nhau coi ai ách gì trước thì người đó thua. Ba người thua vô rồi, ba người thắng vô rồi. Vì em xin mạng phép thua thì mũi sữa nó rất là nhạy cảm. Thôi, để công bằng thì mình bứt tóc mẹ già thôi được rồi. Ủa gì vậy? Tóc mẹ già nhiều lắm. Tôi có tội gì đâu. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chắc 100 luôn. Chia đi anh em, chia đi. Chia đi. Trời ơi. Xin mạng hết. Sao lại tóc cắt tóc chị? Anh ơi, đây chỗ này được nè, chỗ này nhiều tóc nè. Có tiền. Tiền không đừng. Cắt đi. Tiền của em. Trời ơi. Rồi bây giờ chúng ta đứng từng cặp đứng đối diện nhau ha. 3, 2, 1. Ngoái. Khó xì lắm.
nó tè rồi. Nó tè rồi. Từ. Tụi em nặng đô tụi em trước đi. Rồi đây làm demo trước nè. Trời ơi, yếu nghề vô. Đây. Ê, có gì có sụn đó. Dữ quá. Phải cái gì nó phải xấy nồng vô sâu hơn nữa, cậu này ở ngoài không nó không hết xì nổi. Anh em mình là đi quay nhiều rồi, cũng lên rừng cũng xuống biển cũng hít bột cũng hít đồ cái lỗ mũi giờ nó cũng ấy rồi, đi chơi mũi rồi, không nhạy cảm như người thường nữa. Có xà ben rồi là khoan cắt bê tông cũng là khoan cho em được thôi. Bây giờ quánh tôi xì á, lên cặp cái trước đây, ai thắng nè. 1, 2, 3 trời ơi. Yếu nghe. Yếu rồi nè, hỏi là phải nhìn chưa bắt đối thủ. Anh ra gì? Cái kéo. Kéo chưa? Kéo. Anh ra cái gì? Anh ra cái gì? Anh ra cái kéo luôn. Vậy thì anh em mình cùng kéo nào. 2, 3 Hey, hey. Không biết thổi gì cả, mình chơi liền đi. Chơi đi. 1, 2 Khoan, gì ra gì? Gì ra cái gì? Chuyện vừa, gì ra cái kéo. Cái kéo thì con xin ra cái búa. 3, 2, 1 Hai người chấn thương về cùng một đội. Ủa? Chấn thương và người già vậy? Dạ. Cái gì vậy? Bạn cứu giúp tụi em. Chị em chúng ta. Rồi như vậy là chúng ta đã có đội rồi ha. Như lúc nãy chúng tôi có trao đổi với các bạn ở đây là thiên đường hạ giới. Và bây giờ thì các bạn chính thức lạc vào thế giới cổ tích. Các bạn đã chính thức ở trong thế giới cổ tích rồi. Wow. Tôi xin tóm tắt tình hình cho các bạn biết luôn là trong thế giới cổ tích này có một vị quốc vương vừa mới băng hà. Trời ơi. Vị quốc vương này có 2 hoàng tử và nhiệm vụ của các bạn là sẽ phải tìm ra 2 hoàng tử đó và giải cứu 2 hoàng tử để sau đó thì một trong 2 hoàng tử sẽ được lên ngôi và các bạn sẽ trở lại với thế giới của các bạn ha. Hoàng tử là trai đẹp, khách mời. Cứu. Ôi, đâu phải trai đẹp đâu. Trời ơi. Ủa, đi đâu vậy? Người nông dân trẻ. Xin chào các chiến sĩ đã đến với thế giới cổ tích đánh người nông dân. Lên trận. Rồi một công đức. Ủa, bỏ phiếu hả? Em cũng bỏ phiếu. Bỏ phiếu. Cứu. Người ta đang có nhiệm vụ kìa. Cứu. Này cô nông dân ơi, có chuyện gì vậy? Cô nông dân. Này bác nông dân ơi, có chuyện gì vậy? Anh nông dân trẻ. Nè, con hợp chứ đâu? Trời, hợp, xin lỗi, mình nông dân đợi xíu. Con thấy cỡ này có vẻ là nó đang bị gọi là vấn đề về thần kinh nè. Đúng. 2 mét, ok ha? Ok, để 2 mét đi. Ok đó. Bị gì ta? Dạ. Thế giới cổ tích thì phải thế giới robot, là mình cứ vậy mà. Ra bình thường nhạt nhòa lắm. Vậy muốn đậm đà hơn. Bây giờ đàng hoàng không? Đàng hoàng. Rồi bây giờ nói đi. Có một tiên cá đang gặp nạn ở hang động kia. Trên hồ đó là có một con hải cẩu biết nói tiếng người, cũng đang cần giúp đỡ. Cứu. Rồi như anh nông dân đã thông báo tình hình cho các bạn ha. Như vậy là 2 đội sẽ chia ra để mà đi giúp đỡ cho người cá và hải cẩu ha. Đội của Ngô Kiến Huy, Dương Lâm và Hiếu thứ hai sẽ đi cứu hải cẩu. Còn đội của Trường Giang, Kiều Minh Tuấn và Chris Phan, các bạn sẽ đi cứu người cá ha. Rồi. Rồi xin mời chúng ta xuất phát ạ. Mời trò chơi ly nước may mắn ạ. Em chọn số 3. Anh số 2 đi. Bộ nè, hơi đầu đi.
anh rớt hai cái răng. Có một cái à? Rớt hai lần. Mùa trước. Mùa trước. Ờ là hai cái, em được số 2. Còn số 2. Ok, em chọn số 6 rồi ạ. Hiểu số 6. Em số 4. 4. Em ngủ là số 5. 5. Vậy tôi là số 1. Đúng. Wow. Khoan từ từ. Sao anh? Để anh nhìn anh coi số phận thuộc về ai. Phân tích đúng không anh? Em thấy cái này có bận bận nè. Ê, kỳ này là mấy bạn làm kỹ nha, không bột, không gì hết nha. Ồ, này là tiên tiến rồi anh ơi. Cầm đi, tôi cầm số 1. Không có hử nha, để xa xa con cái lỗ mũi đó nha. Chết em rồi, sợ quá. Tôi thấy cái màu này ghê quá. Trời ơi, em thấy xác cá trong đây rồi. Xác cá luôn hả? Trời ơi. Mình chơi đẹp. Đúng, uống hết luôn. Chứ sao? 100%. Đúng vậy. Anh ơi, em bị nhức răng, em uống nửa ly được không? Không, mời đổi người à, mời đổi cá ra. Không, được, em uống được, em uống được. Cái này coi như là một cái phần khởi đầu, cũng coi như là một cái phần gọi là cái ly chúc mừng. Đúng nha. Để anh em mình gọi là mùa mới xuôi sẻ. Cầu trời khấn Phật không cho xui nha. Vui vẻ, may mắn, may mắn, quan hệ, quan hệ, quan hệ. Một. 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 Hai ba. Đặt vô. Ok nha. Em ok nha. Ai đó mà không... Ngon nha. Ủa gồng chi vậy? Đồ mượn, đồ mượn, đồ mượn em ơi. Ngậm vô lại, đồ mượn. Ngậm vô. Hết em ơi. Ngậm vô. Hay cá. Nuốt đi. Đồ mượn, đồ mượn em. Hai tia, hai tia, hai tia. Hai tia. Ủa nước gì vậy? Nước mắm hả? Lương bà ơi. Tao cổ nha. Tao cổ nhanh nha. Anh chọn số mấy? Rớt hai cái răng, chọn số 2. Ai mớm cho em chọn? Trời ơi, đáng đời. Trời ơi, ngày tàn của tôi tới rồi. Ngày số 2 là cái ly nước không may mắn, nước mắm. Ê, còn nước chó ngon lắm. Ê, liệu quá, liệu quá. Bây giờ chúng tôi xin mời các bạn gặp gỡ thành viên thứ 7 của chúng ta. Ôi vậy? Thành viên thôi. À, Jennifer. Chưa? Wow. Giao diện mới nè, giao diện mới. Ồ, đẹp nha. Dễ thương, dễ thương. Đây là Jenny, phiên bản mới mùa 2. Vỗ tay nồng nhiệt cho bạn. Yeah. Jenny chính là phần thưởng dành cho người xui xẻo nhất trong trò chơi ly nước may mắn. Wow, chúc mừng em. Hôm nay thua dữ, ta mới vô xui. Có hơn đó em, con này hơn lắm. Con này hơn nha. Hơn đó, hơn đó. Con này mang vàng mà em. Hơn lắm á. Hơn nha. Các bạn thân mến, chúng ta đã có một khởi đầu tốt ở một nơi xinh đẹp, đó chính là thành phố Đà Nẵng. Một thành phố đáng sống và luôn luôn để lại nhớ thương cho bất cứ ai đã từng đặt chân đến đây. Và hành trình đầu tiên của chúng ta sẽ có tên gọi là Hành trình chinh phục những ước mơ. Xuyên suốt hành trình này thì các bạn phải thực hiện những thử thách. Khi hoàn thành những thử thách thì các bạn sẽ chinh phục được những ước mơ. Chúng tôi xin mời các bạn xem qua bản hành trình những ước mơ ngày hôm nay. Đó màn hình nó gì? Đây. Wow. Đây nè. Ủa. Wow. Trời ơi. Chưa tiệc hoàng gia chạm tay. Đồ nấc thang lên thiên đường. Trời ơi. Đồ nấc thang lên thiên đường. Trời ơi. Theo một điều ước. Tiệc hoàng gia là ăn á, ăn trưa đó. Chạm tay đến tình yêu là khả năng là khách mời đó. Nấc thang lên thiên đường là tới số. Là ai mà thắng là ngủ ngon và ai thua là ấy đó. Thêm một điều ước là sao anh? Thêm hàm răng mới đó. Wow. Như vậy là các bạn đã hiểu về hành trình của chúng ta trong chặng đầu tiên này. Chúng ta sẽ có 5 thử thách để chinh phục 5 ước mơ. Chúng tôi chúc cho các bạn sẽ có một hành trình khởi đầu thật suôn sẻ và nhiều niềm vui. Bộ tay cái này, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ngày hôm nay để chúng ta tạo ra một chương trình hay cho quý vị và xem đài. Thưa quý vị, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do. Yeah.